Chào các bác này. Ôi, hiện tại em vừa đi này đi bẫy chim về, nhưng mà cái tình hình này em vừa kiểm tra lồng xong các bác. Tưởng nó bị sao đây này. Ui, cho các bác xem này. Con chim của em nó thành bị rụng lông. Đây này các bác ơi. Lông này. Rụng rất là nhiều lông luôn. Đó, các bác này. Các bác gặp trường hợp này chưa? Cái trường hợp này thì đây là đúng đúng là năm nay em mới bị đấy các bác ạ. Cái này em nghĩ là do thời tiết thay đổi. Các bác biết tại sao không? Thì như bình thường ấy thì con chim một năm nó chỉ thay lông một lần thôi. Đây này. Bởi đến năm nay ấy, bắt đầu là con chim bắt đầu có hiện tượng này, con này nó vẫn còn lửa ấy. Kiểu như thời tiết trên em nó lạnh, xong đột ngột nó nóng, lạnh xong nóng như thế này. Thì làm con chim nó kiểu như là bị xuống lông và thay lông lần hai. Nếu mà bác nào gặp những cái trường hợp như thế này nhá, thì các bác nếu mà đang chăn cám số ấy, thì các bác hạ cám cho em nhé. Hạ cám về cái chế độ cám dưỡng thôi các bác. Chăn cám dưỡng thì đồng thời các bác cho ăn hoa quả mát, chuối này, đu đủ này, thì để cho nó chút cái bộ lông cũ của nó đi. Còn càng lắm đấy. Hiện tại thì toàn năm rưỡi em vừa mới về đến nhà đâu mà. Thì thấy như thế thì em quay cho các bác xem luôn là tình trạng con như thế này. Thì mình lại cho vào cái chế độ là chăm lông. Chăm lông thì bình thường nhá các bác này. Các chú ý này. Thì đối với chăm lông của con chim ấy thì các bác cứ chế độ nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng này. Đừng có kè chim làm gì nhiều. Đừng để nó đấu, nó tập trung vào cái bộ lông của nó thôi. Đối với cái trường hợp này thì các bác không nên chăn thêm mồi tươi nữa nhá. Lưu ý với các bác này. Chăn thêm mồi tươi thì nó con chim nó căng lên ấy. Thì hàm lượng đạm của cái mồi tươi ấy, thì nó làm cho cái quá trình xuống lông này, cũng như lên lông của con chim rất là chậm. Trong cái thời kỳ này thì mình nên chăn hoa quả mát thôi nhá. Đấy, lưu ý với các bác một điều như thế này. Đây, cho các bác xem này. Chim vẫn còn. Đang định bảo là để mai đem đi chơi các bác ạ. Thì quái nào hôm nay lại bắt đầu xuống lông ngay được. Thì đây, qua cái video này tiện chia sẻ các bác nào mà gặp những cái trường hợp này thì các bác hôm nọ có một hai bác cũng bảo hỏi em rồi tại sao con chim nó xuống lông này, thì làm cái video chia sẻ với các bác luôn. Mình chuyển về cái chế độ chăm bình thường thôi nhé các bác, đừng có vội vàng. Thì con chim nó bị như thế rồi thì mình chấp nhận thôi, thì chăm lông khoảng độ tầm độ 1-2 tháng, sau 2 tháng thì các bác cho nó bắt đầu cứng cái bộ lông đi thì bắt đầu là ok. Còn như thế này thì nó không ổn rồi các bạn. Thời tiết nó thay đổi đột ngột ấy. Như mấy hôm trước là mưa, xong hôm nay lại tự nhiên lại trời bắt đầu lại hửng nắng lên các bạn. Đó. Thôi nhá, chắc em kết thúc video tại đây thôi. Video này muốn chia sẻ với các bác mà gặp cái trường hợp này ấy, thì cố gắng chăm lại cái lớp lông của con chim nhá. Thì em chia sẻ luôn thì chắc là up luôn, bởi vì hôm nay vừa đi bẫy chim về, chắc là up video luôn cho các bác. Còn cái video đi bẫy thì chắc để ngày mai hoặc là ngày kia các bác nhá. Thôi, bye bye các bác. Hẹn các bác ở những cái video chia sẻ tiếp theo nhá. Video này em chia sẻ ngắn gọn. Các bác nào thấy video này hay và bổ ích thì cho em xin một like, một bình luận phía bên dưới để em có động lực làm những cái video tiếp theo chia sẻ với các bác nhá. Bye bye.